Chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn làm cái dụng cụ mà mở cái máy mài, máy cắt khi mà nó bị bớp đá, không thể mở được ra. Thì trên mạng có rất nhiều cách, có người dùng cả đèn khò nhưng mà mấy cách ý nó tôi thấy vô ích. Thì chúng ta phải chia nó làm hai loại kẹt. Kẹt là do chúng ta vặn chặt quá hoặc là nó bị bớp thì nó cơi kẹt, hay là để lâu nó dỉ thì nó lại khác. Nếu mà để lâu mà dỉ thì chúng ta có thể xịt RB7 và để một hôm thì vặn nó ra. Còn những trường hợp mà những cái chìa khóa này, đấy, những cái chìa khóa đi cùng ấy, như kiểu của máy bốc ấy, hay là máy Makita mà cũng mở bị oằn cái chìa khóa vì nó chặt quá ấy. Thì như máy bốc thì nó rất dễ, đó là chúng ta sử dụng cái cờ lê 12 ấy, chúng ta hãm cái trục nó lại đây. Đấy, cái máy bốc nhiều khi bạn nhấn cái này bạn mở nó không thể ra được đây. Thì cái máy bốc thì cờ lê 12 nó cho tốt vào đây. Cái con ốc giữ cái trục thì nó để bắt cái đá này ấy, nó rơi vào khoảng 1 cm, cho nên bạn thừa sức cho các cờ lê 12 vào vặn nó ra đấy. Thì với máy bốc thì các bạn không phải, thì bạn cho cờ lê 12 vào và các bạn sử dụng cái kim chết này đây đấy. Đây, các bạn dùng kim chết này nha. Các bạn cặp chặt này, các bạn kê một mặt phẳng này, các bạn cầm cờ lê 12 và các bạn vỗ mạnh vào kim chết này là nó sẽ ra đấy. Nhưng mà cái máy Makita này, nó rất dở hơi ở chỗ là không, nó sử dụng mấy cờ lê 14 để cho vào, mà nhưng mà cờ lê bán trên thị trường ấy thì nó rất dày, nó không thể cho được vào đây. Chẳng nhẽ mua cờ lê 14 mà mài nó mỏng đi thì nó cũng hơi dở, mất công. Nên các bạn kiếm một cái sắt đấy như mình này, kiếm một cái sắt dày không 3 ly, cái này 2 ly rưỡi, sắt 2 ly rưỡi. Các bạn lấy một cái cờ lê 13, các bạn lấy một cái cờ lê 13 ấy, các bạn đặt lên. Các bạn lấy bút, các bạn vẽ theo và các bạn cắt vào đường diềm trong của cờ lê 13. Đấy. Thì đương nhiên các bạn sẽ cắt được hai đường thẳng ấy. Và bạn phải sử dụng máy khoan để khoan hai cái lỗ cạnh nhau. Đấy, và chúng ta sẽ cưa cho cái đường thẳng này nó tiếp xúc với cái vành của lỗ khoan đấy, hai cái lỗ khoan khoảng dùng khoan mũi khoan 7 khoan hai cái mũi cạnh nhau. Đấy, và cái đường cắt này cho nó sẽ đến và chúng ta dùng kìm bẻ cái đó và dùng máy mài mài đi thành vuông này. Tại sao phải cắt 13? Vì mình gia công ấy, mình cắt bằng tay ấy, cái độ sai số của mình nó lớn lắm. Giả sử mình cắt bằng 14 ấy, kiểu gì nó lại rộng hơn đấy. Và như các bạn nhìn thấy tôi đã có một cái dụng cụ như này và chúng ta thể thừa sức cho vào cái dẫn của máy mài đây. Đấy. Và cũng tương tự là chúng ta đặt nó lên đây và chúng ta, các bạn để tôi quay hơi ngược cái nhé, các bạn phải dựng cái máy lên nó mới có lực. Chúng ta cặp cái kim chết vào đây. Đấy. Đấy. Và chúng ta đặt đây trên một cái, dưới chúng ta kê một khúc gỗ, chúng ta cầm cái này, cái này. Đấy. Chúng ta vỗ mạnh vào kim chết này thì nó sẽ tạo ra một lực đột ngột. Bạn đừng có vặn nhẹ nhẹ nhé, các bạn đặt đây giữ chặt cái này, kê trên miếng gỗ đây, tay cầm này, và các bạn vỗ mạnh cái kìm chết này thì kiểu gì nó cũng ra. Đấy là cái cách mà tôi hay mở những cái máy mài hay máy cắt mà cái chìa khóa của nó, khi mà sử dụng cái chìa khóa của nó ấy. Đây, đây cái chìa khóa của nó cũng không thể mở được, đặc biệt là chìa khóa của bốc ấy, có cái hai càng này này ở giữa quai rãnh nó rất là yếu, nhiều khi người ta vặn oằn cả chìa khóa, thay cả chìa khóa mới nó không ra. Thì kể cả sử dụng cờ lê hãm nó cũng không ra nhé, dùng cờ lê 12 hãm mà vặn một chìa khóa nguyên bản là nó không ra. Thì các bạn dùng kìm chết này nó có lực đây. Đấy. Còn có rất nhiều cách hay mẹo để mở được cái chìa này ra, nhưng mà mình tội gì phải làm sai kỹ thuật, mình làm nào cho nó chính xác, bỏ ít sức và đỡ cho mình hỏng máy.
Ví dụ nhiều cách để mở nó ra, nó thể ảnh hưởng đến cái bộ nhông bên trong. Đây, cách này có phải đơn giản không? Làm với cờ lê này. Nếu mà bạn nào tiện nữa, các bạn làm thêm một cái cờ lê 12 ở dưới đây để thể vừa mở được cả bốc lẫn vừa mở được cả Makita. Chúc các bạn thành công.